Ngày 23 tháng 6 tại huyện Bảo Yên đã diễn ra giải đua mảng trên sông chảy lần thứ 3 năm 2024, chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phố Giàng 26 tháng 6 1949, 26 tháng 6 năm 2024. Tham gia giải đua có 28 đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, thi đấu ở hai nội dung, đồng đội nam và nam nữ phối hợp. Các đội chia bảng thi đấu hai vòng, chọn được 12 đội vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết với đội hình đồng đều, thi đấu bài bản, đội xã Phúc Khánh đã giành chức vô địch ở cả hai nội dung thi đấu và bảo vệ thành công chức vô địch giải đua. Giải đua mảng trên sông chảy chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phố Giàng nhằm giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc với thế hệ trẻ, đồng thời góp phần phát triển chuỗi các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên.